chú anh chị. Một lần nữa đây Cường đã quay lại với chú anh chị mình. Thì nay Cường có một cái sản phẩm nhà muốn giới thiệu với chú anh chị mình có thu nhập vừa phải ha. Thì nhà này giá cũng tầm trung tầm thấp thôi. Quý cô chú anh chị mình hãy theo chân Cường vào để tham quan cái ngôi nhà này ha. Thì nhà là diện tích là ngang 4m, dài 9m, nằm trên trục đường quốc lộ 11 cách chợ Hưng Long 500m nha quý cô chú anh chị. Cường đóng báo với quý cô chú anh chị là chỉ cách chợ Hưng Long 500m thôi. Nếu không có Cường tặng luôn cho căn nhà này. Thì diện tích nhà là ngang 40, có phòng khách, có phòng bếp riêng biệt ha. Có trên lầu thì có hai phòng ngủ. Thì trước cửa cái vẫn là hàng cửa bảo vệ, lớp cửa cái mình là vẫn là 4 cánh chất liệu là sắt, được sơn chống bị sét ha. Phía sau là cũng có tặng theo quý chú anh chị mình bộ rèm cửa luôn ha. Đây, bộ rèm cửa luôn. Thì bên bên phải của Cường là một bức tranh theo phong cách cửa châu ha quý chú anh chị ha, tạo cho cái điểm nhấn, cái điểm đẹp cho ngôi nhà mình. Thì toàn tự nhắc là toàn bộ nhà từ dưới lên trên đều được ốp gạch 1m2 hết ha. Thì cái chu vi phòng khách này là ngang 4m, dài khoảng 4m, chu vi khoảng 16m2 cho mình. Nói chung là để được bộ ghế sofa hay là cái bộ ghế cây cũng vẫn là ok. Thì bên tường mấy bên đây là tường dán toàn bộ là đèn cam chất liệu tốt, màu kiểu rất là đẹp ha. Kế tiếp là cầu thang, thì cầu thang chút xíu mọi người sẽ nói sau. Và phía sau cầu thang là vị trí của toilet cho quý vị chứ anh chị. Toilet mình rất là ok luôn, rất là rộng luôn, gạch thì ốp lên 1m6, rất là sạch sẽ. Phía trên toilet là được dán đèn cam luôn nha quý vị chứ anh chị nha. Thì ở đây là khu vực của phòng bếp. Thì ở không gian phòng bếp này cũng rất chi là rộng luôn ha. Thì ở phòng bếp thường có cửa sổ nè. Đấy, có tủ gỗ, cái tủ để đồ của mình nè, tủ này còn làm bằng nhôm. Đấy, này nhôm thì có tủ ha, có trên dưới là chén để đồ ha. Phía dưới là đá hoa cương và có bồn rửa tay với chén, nước thì có sẵn luôn. Đấy, đây điện nước còn có sẵn nha ha, mình chỉ về ở thôi. Đây ở dưới là nhôm và kính, bên đây khu vực ống chờ cho các gì ạ? Có ống cấp và ống chờ ha, toàn bộ hệ thống điện là hệ thống âm hết rồi quý chú chị mình nha. Thì đây là khu vực của cầu thang. Thì cầu thang rộng khoảng 1m, 1m2. Thì ta cầm cầu thang là chất liệu gỗ cam sa cực kỳ chắc chắn. Thì phía trên cầu thang á, cái mặt nghỉ này cũng có để cường có ốp gạch lên 1m6, 1m2. Thì ở cái này mình có trẻ nhỏ nó gạch ra mình cũng dễ lau chùi cho quý chú chị mình nha. Chắc ok, hai bên là cường dán gạch xong xong lên hết luôn để cho công việc lau chùi cũng là được ok ha. Thì đây là cái không gian của phòng lầu của mình, trên lầu của mình. Thì ở công năng sử dụng là có hai phòng ngủ thôi nha quý cô chú anh chị. Thì ở đây là cái phòng ngủ thứ nhất của mình ha. Thì phòng ngủ thứ nhất là cửa được đỉnh nhôm chất liệu cao cấp và được ốp kính nha quý cô chú anh chị. Vì bên trong phòng ngủ á, toàn bộ từ trên đến dưới cường đều ốp gạch lên 1m2 đó, có ốp gạch hết cho quý cô chú anh chị nha, rất chi sạch sẽ. Phía sau này cường có để một cái cửa sổ. Thì ở cửa sổ này cường có phía sau là có cây rất gần với thiên nhiên ha, có cây có cối rất là trong lành. Thì tiếp theo là cái phòng ngủ kế tiếp của mình ha. Thì cường nói rõ là ở trên lầu mình không có toilet đâu quý cô chú anh chị. Thì cửa là cửa nhôm cao cấp và kính. Đây là phòng ngủ cuối cùng ha. Thì có đèn, có la phông và đặc biệt là có cửa sổ rộng nha. Rất là thông thoáng trong cái phòng ngủ này. Đây là khu vực ban công của mình. Khu vực ban công mình rộng lắm, dài bằng nhà luôn nha quý chú anh chị nha. Có chỗ thì có hơi ngắn như này. Đây là phía trước của mình, đây nhà cửa rất là đông đúc quý chú anh chị mình ha. Thì nhắc lại là gần chỉ còn có một căn này thôi nha quý chú anh chị.